Xin chào các bạn, mình tên là Hòa. Mình đến từ công ty Minh Phục. Và hôm nay mình sẽ review cho các bạn cây đàn Maxwell 200 và sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện các chức năng trên cây đàn này. Đây là các nút chức năng của cây đàn Maxwell 200. Bên trái là nút vặn volume. Ở đây là màn hình LCD hiển thị tất cả các thông tin trên cây đàn. Nút chức năng đầu tiên là nút piano và tông. Nút chức năng thứ hai là metronome và tempo. Chức năng thứ ba là transpose, nghĩa là tăng giảm tông. Nút thứ tư là các bài hát mẫu. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn các thao tác trên cây đàn này nhé. Và tại nút đầu tiên, khi các bạn nhấn một cái nút này một lần thì màn hình sẽ hiện tiếng grand piano. Để đổi các tiếng khác, các bạn chỉ cần nhấn giữ nút này và dặn con xoay volume. Đó, các bạn sẽ thấy màn hình LCD hiển thị những cái tiếng khác. Mình đổi tiếng khác nữa nhé. Để trở về tiếng piano như lúc ban đầu, bạn chỉ cần đơn giản nhấn một lần thôi là nó sẽ hiện về tiếng piano cho các bạn. Chức năng thứ hai là metronome và tempo. Để kích hoạt được metronome, các bạn chỉ cần nhấn một lần. Đó, các bạn nghe tiếng metronome được rõ không? Bây giờ mình tắt. Để chỉnh tempo thì mình chỉ cần nhấn giữ thôi. Lúc này tempo nè, thì mình sẽ dặn thêm. Dặn lên, dặn xuống. Đó. Tempo nó sẽ thay đổi. Rồi, buông ra, tắt. Bây giờ mình muốn tăng giảm tông. Hiện tại là tăng giảm tông đang ở mức 0. Hiện tại tăng giảm tông đang ở mức 0. Bây giờ mình nhấn thử trên bô cho các bạn xem nhé. Đây. Tăng giảm tông đang ở mức 0. Bây giờ mình sẽ tăng lên 1. Rồi, mình đánh thử nút độ. Mình tăng lên 2. Đánh thử nút độ. Đó. Và maximum của mình là mình có thể tăng được 12 lần nha các bạn. Và cũng có thể giảm 12 lần luôn. Đó. Mình trở lại bình thường đây. Ok. Nút thứ tư là các bài hát mẫu. Các bạn nhấn một lần để bài hát play. Nhấn một lần nữa để tắt bài hát. Các bạn muốn đổi bài hát thì mình sẽ nhấn cùng lúc hai cái nút 1 và nút số 2 này. Nhấn cùng lúc và xong xoay để đổi bài hát. Đó. All 3 nè. Đó, các bạn nhấn cái nút demo để play nha. Đó. Tắt nè, đổi bài khác nè. Bấm play. Tắt. Vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn xong các thao tác trên cây đàn Maxwell 200. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi video của nhạc cụ Minh Phục. Nếu các bạn có thấy hay thì hãy like và share video này nhé. Đồng thời hãy đăng ký kênh để nhạc cụ Minh Phục có động lực làm những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn.